Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì trong khuôn khổ video này em xin phép giới thiệu cho anh chị về một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0 màu đen, nội thất màu be. Thì Camry được hiện tại là phân phối ở thị trường Việt Nam với hai phiên bản. Năm 2021 thì sắp tới nó sẽ ra mắt thêm hai phiên bản nữa, là Camry sẽ có tổng cộng là 4 phiên bản, trong đấy có một phiên bản 2.5 xăng điện. Thì trong khổ video này thì chưa cái bản 2022 thì chưa về, thì em xin phép là giới thiệu cho anh chị cái phiên bản hiện tại là bản 2.0. Camry được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, và khi bản 2.0 này thì có cái nội thất là màu be. Giá niêm yết của bản 2.0 là 1 tỷ 029 triệu, và bản 2.5Q thì sẽ có giá niêm yết là 1 tỷ 235. Ở trong tháng 12 này thì hiện tại bên em đang có ưu đãi cho cái bản 2.0 là giá niêm yết có giá niêm yết là 1 tỷ 029, và sau khi giảm giá thì sẽ được giảm tổng khuyến mại là 40 triệu tiền mặt này, tặng anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Còn phiên bản 2.5Q thì có giá niêm yết là 1 tỷ 235, có hiện tại đang ưu đãi là 35 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Bản 2.0 và 2.5 thì khác nhau một số cái điểm bên ngoài, như là đèn LED này, có đèn của bản 2.5Q thì là full LED, còn ở đây vẫn bản 2.0 thì vẫn dùng đèn halogen. Còn la răng và lốp của bản 2.0 thì được dùng là la răng đúc thường và lốp bít, còn bản 2.5 thì sẽ được dùng la răng to hơn, đẹp hơn và dùng lốp mít. Nội thất của xe Camry thì được có hai tùy chọn là màu đen và màu be. Như trong video này thì anh chị và tiện đây thì em giới thiệu là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe bản 2.0 thì có 7,88 lít hỗn hợp, thì nó cũng là một cái mức tiêu thụ nhiên liệu hợp lý. Đây là nội thất màu be, như anh chị là thấy là hiện tại trời đang tối và thấy có xe được trang bị những cái đường viền LED màu xanh này, rất là đẹp, và nội thất màu be. Còn anh chị cũng chọn được thêm một tùy chọn nữa là nội thất màu kem và màu đen. Và trên bản 2.5Q thì sẽ được trang bị thêm cửa sổ trời, còn phiên bản 2.0 thì không được trang bị. Ngồi thì rất là rộng rãi rồi. Camry thì theo truyền thống thì sướng vẫn là sướng đa số là người ngồi sau, người lái thì cũng không được chăm chút nhiều. Ví dụ như là bản 2.5Q thì sẽ được trang bị một cái cụm điều khiển ở bệ tí tay, còn bản 2.5 thì cũng được lược bớt cái trang bị này rồi. Trong khuôn khổ video này thì để anh chị nghe tiếng đóng cửa, chắc chắn xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Trong khuôn khổ video nhanh này thì em sẽ giới thiệu với anh chị một chút thông tin về xe như vậy. Thì anh chị cần hỗ trợ thêm về thông tin gì như là trả góp hay là đứng tên công ty thì liên hệ cho em qua cái số hotline ở trên màn hình nhé. Xin hẹn lại anh chị ở video lần sau.